Thưa quý vị, cuộc thi sáng tạo robot dành cho học sinh trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2023 đã bế mạc vào chiều nay tại nhà thi đấu trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Cuộc thi do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Thành đoàn Đà Nẵng và Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng tổ chức. Đến dự cuộc thi có trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh. Cuộc thi thu hút 19 đội tham gia, trong đó có 13 đội đến từ trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, 5 đội đến từ các trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam và 1 đội đến từ trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo ban tổ chức, năm nay chất lượng robot được đầu tư kỳ công, mang lại những con robot có tính kỹ thuật cao, chất lượng. Các em học sinh khối trung học phổ thông đã thể hiện được bản lĩnh thi đấu, có sáng tạo và cuộc thi thực sự là sân chơi công nghệ bổ ích cho các học sinh vào dịp hè. Theo đó, vượt qua các đội, đội AIO thuộc trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh, trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, thành phố Đà Nẵng và đội NTC2BG thuộc trường trung học phổ thông Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã lọt vào vòng chung kết. Và qua trận tranh tài chung kết gay cấn trong vòng 5 phút, với sự quyết tâm cao, đội NTC2BG thuộc trường trung học phổ thông Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã giành chức vô địch. Cuộc thi đã khép lại nhưng cũng đã giúp các em học sinh có nhiều kinh nghiệm hơn, định hướng rõ ràng hơn cho niềm đam mê khoa học của mình, cũng như định hướng nghề nghiệp trong tương lai.